Chị phá đồ, trưởng đồ, phó đồ, phá đồ, có hết. Phá đàn, phá đàn. Dạ. Thôi bây giờ mời em hai câu hồi nãy em ca hết chưa? Hay là chỉ có hai câu thôi? Dạ, còn, chưa. Còn hai câu sao? Cái này là... Bây giờ em ca hai câu sao? Ha? Dạ, cái này là hồi xưa thì mình còn làm được, bây giờ chắc Mỹ nó gọi là stalking, chắc nó bắt cũng ở tù. Rồi, mời đi. Tại em thầm yêu mà rình rình. Dạ. Dạ, tiếp cho em xin 4 năm sau. 4 năm sau, dạ, mời khán giả. Như quy đã 4 năm rồi, năm nay 24 tuổi đời của em. Lỡ lầm một buổi chờ duyên, 12 bên nước thân em đục dòng. Đây hả? Nước chảy xuôi mà con cá đòi lối ngược. Em muốn xuôi nhưng chồng của em lại muốn ngược bến sông. Sống chồng giờ vì ông ta dứt bỏ bên lề. Sông vẫn dương lại gần, chiều nào trời cũng có sương. Em càng đau khổ, anh càng thương em nhiều. Ngồi dưới nghe rõ ràng phải không? Dạ. Năm nữa anh vẫn còn yêu em. Dạ.
hài lòng lắm. Cuộc đời à. Hài lòng, cuộc đời ba thấy như thế nào ba? Trăm năm bi đáp còn còn ngàn, ngàn năm em anh vẫn còn yêu em lắm. Con sợ quá, ba nói con nguy hiểm quá. Sợ nó nói là ngầm ngầm con nguy hiểm quá. Cảm ơn Diễn Khang rất là nhiều. Cái bài này chắc em quen nghe lâu rồi sao thuộc được? Em nói kiếm trong YouTube không được thì đặt sao? Không có. Dạ, chưa. Lúc mà em nhỏ lắm em ba em nghe rồi ba em thích rồi em để ý lúc nhỏ thôi. Mà em không biết sao thì nó còn dính trong đầu mà mẹ em ghi ra hồi xưa tìm bài được. Hồi xưa được chứ bây giờ được mới đâu. Được mới bây giờ nguy hiểm lắm nha. Không được à? Không được. Không. Nhưng mà hồi xưa là tôi có người tình có 16 tuổi à. Bác Bảy nói có người tình được, bác Bảy đừng có kể người tình cái đời của Bảy ra thì vui lắm. Thôi thôi, bác Bảy vui lắm ha. Cút, cút tình cút.